kinh nghiệm chữa tóc rụng bằng cây sả. Em thấy có nhiều mẹ than thở bị gầu, rồi rụng tóc sau sinh quá. Sẵn có tí kinh nghiệm lận lưng, em chia sẻ công thức cách chữa rụng tóc bằng cây sả nhé. Công thức đơn giản chỉ gồm 50ml dầu ô liu mua ở siêu thị, lọ extra vingin là dùng được cho da và tóc. Một cây sả ngắn mua ở chợ, siêu thị. Vỏ bưởi, hạt vỏ cam chanh cắt nhỏ, chỉ lấy phần vỏ xanh thôi, không lấy vỏ trắng các mẹ nhé. Bưởi ở quê họ hàng biếu nên yên tâm. Còn mẹ nào sợ phun thuốc thì có thể mua bột vỏ cam chanh ở các shop nguyên liệu mỹ phẩm. Cách làm cũng rất dễ. Các mẹ chỉ cần bắt chảo nhỏ nhấc lên, cho dầu ô liu vào đun, cắt sả thành những lát nhỏ cho vào dầu, đảo đều. Mẹ nào muốn tóc nhanh dài thì cho thêm vỏ bưởi cắt nhỏ, còn không thì thôi ạ. Đun tầm 10 phút thôi là được, đợi dầu nguội rồi cho hỗn hợp vào lọ dùng dần ạ. Bảo quản, dùng được vài tháng các mẹ ạ. Vì không có nước nên không cần bảo quản gì lít cứ cả, để nhiệt độ phòng là được. Chẳng cần cho vào tủ lạnh luôn vì nó là dầu mà. Cách chữa hết gầu bằng cây sả. Mỗi lần các mẹ cho vài giọt dầu ra tay, xoa xoa, làm ấm rồi massage khắp da đầu, có thể ủ lại càng tốt ạ. Sau khoảng 20 đến 30 phút thì gội và xả bình thường. Các mẹ đừng lo gội, sẽ lấy đi lớp dưỡng chất đó. Thời gian 20 phút là đủ để dầu thấm vào gốc tóc rồi ạ. Nếu không gội có thể làm da đầu bị nhờn, tóc bết khó chịu. Tác dụng của cây sả. Sả có tác dụng diệt khuẩn, trị gầu, giảm ngứa rất tốt. Dầu ô liu có tác dụng nuôi dưỡng gốc tóc nên tóc sẽ mọc khỏe, dày. Vỏ bưởi thì quá nổi tiếng về công dụng kích thích mọc tóc rồi nên em không nói thêm nữa. Công thức thì có thế thôi nhưng rất hiệu quả các mẹ nhé. Em đã làm thử và vẫn đang duy trì ạ. Tóc chẳng những hết hẳn gầu, hết rụng tóc mà trộm vía, tóc mọc dài hơn trước nữa. Mẹ nào áp dụng thì fanpage hiệu quả cho em với nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bài thuốc dân gian chữa tóc bạc sớm hiệu quả bất ngờ. Có nhiều nguyên nhân khiến tóc bạc sớm do yếu tố di truyền, dinh dưỡng hoặc stress, căng thẳng gây ra. Một vài bài thuốc dân gian dưới đây rất hiệu quả, có thể bạn chưa biết. Nguyên nhân khiến tóc bạc sớm. Tìm hiểu rõ nguyên nhân khiến tóc bạc sớm giúp bạn có phương pháp chăm sóc tóc phù hợp, hiệu quả hơn. Do yếu tố di truyền thì chỉ có thể hạn chế hoặc nhờ sự can thiệp của thuốc nhuộm tóc. Do yếu tố dinh dưỡng, bạn có thể bổ sung vào thực đơn gạo lứt, giá đỗ và rau xanh. Nếu do căng thẳng, stress, thì cách duy nhất là giữ cho tinh thần luôn được thoải mái, yêu đời lạc quan. Ngoài ra, cần chú ý chế độ ăn uống tốt cho mái tóc. Một số bài thuốc dân gian hữu hiệu trị tóc bạc sớm. Bài thuốc 1. Táo tàu, vừng đen. Vừng đen hấp kích thỉ 9 lần, sau đó tán thành bột. Táo tàu bỏ hạt, giã nát. Mỗi ngày ăn 1-2 thìa cà phê. Bạn ăn trong vòng 6 tháng, trong 2 bữa sáng và chiều. Với bài thuốc này sẽ giúp mái tóc bạc dần chuyển sang đen. Lưu ý cần kiên trì thực hiện mới đạt kết quả như mong muốn. Bài thuốc 2. Vừng đen, hà thủ ô. Nguyên liệu chuẩn bị: hà thủ ô 300g, vừng đen 300g, đường trắng với một lượng vừa đủ. Đầu tiên, cho vừng vào rang chín thơm, sấy hà thủ ô, tất cả đem tán thành bột. Sau đó trộn đều với đường trắng với một lượng vừa phải. Tương tự ăn hỗn hợp ngày 2 lần, mỗi lần từ 2 đến 3 thìa cà phê hòa với nước sôi uống. Dần dần những sợi tóc bạc sẽ chuyển đen, đồng thời sẽ hạn chế tối đa các sợi tóc bạc mọc sau đó. Bài thuốc 3. Trị tóc bạc từ lá cây ngô đồng. Nếu thấy khó khăn trong việc tìm kiếm các nguyên liệu trong các bài thuốc ở trên, bạn hoàn toàn có thể sử dụng lá cây ngô đồng trị tóc bạc hiệu quả. Đầu tiên, rửa sạch lá ngô đồng. Tốt nhất, bạn nên chọn lá tươi, còn xanh, không dập nát. Sau đó giã nát,
cho vào vải xô để lấy nước lọc bôi lên tóc. Ngày thực hiện từ 1 đến 2 lần, thực hiện trong vòng 1 tuần có thể cho hiệu quả ngay. Bài thuốc bón trị tóc bạc với tỏi, gừng tươi. Đầu tiên, giã nát tỏi và gừng. Rất đơn giản, chỉ cần bạn bôi hỗn hợp này trước khi đi ngủ, quấn khăn cẩn thận. Sáng dậy gội sạch với nước ấm, một tuần thực hiện từ 2 đến 3 lần, thực hiện liên tục trong vòng 4 tháng sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nhựa quả sung, vị thuốc vô cùng quý không nhiều người biết. Nhựa sung là một vị thuốc rất quý bởi rất sẵn trong đời sống nhưng công hiệu chữa bệnh rất rõ ràng. Sung là loại cây to, không có rễ phụ, lá hình mũi giáo, đầu lá nhọn, phía cuốn hơi tròn. Khi lá còn non, cả hai đều phủ lông. Khi già, lá trồng cứng phiến lá nguyên, hạt hơi có răng thưa, dài 8-20cm, rộng 4-8cm. Lá sung thường bị sâu ký sinh gây ra là những mụn nhỏ gọi là vú sung. Quả sung thuộc loại quả giả do đế hoa tự tạo thành. Quả giả mọc từng nhóm trên thân cây và trên những cành to không mang lá. Khi chín có màu đỏ nâu, hình lê, mặt quả phủ lông mịn, cuống rất ngắn. Trong dân gian, lá sung non thường dùng để ăn kèm với những món cần vị chát như nem, chào. Quả sung cũng dùng để ăn. Có một điều ít người biết là người dân xưa thường dùng nhựa sung để làm thuốc. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia y học cổ truyền, nhựa sung là một vị thuốc rất quý bởi nó rất sẵn trong đời sống nhưng công hiệu chữa bệnh rất rõ ràng. Muốn lấy nhựa sung, người ta băm thân cây, hứng lấy nhựa. Trong cuốn Những cây thuốc và vị thuốc nam của cố giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi có ghi lại công dụng của nhựa sung là để chữa các bệnh nhức đầu và bệnh ngoài da như chốc, nhọt, sưng đau, tụ máu. Cụ thể các bài thuốc như sau: chữa mụn nhọt bắp chuối, sưng vú. Rửa sạch mụn nhọt, lau khô nước. Nhựa sung hứng độ một chén hay hơn, bôi trực tiếp vào chỗ đau. Sưng đỏ đến đâu, bôi đến đó, bôi nhiều lần một lúc. Để tránh bôi nhiều, có thể trộn nhựa sung với lá non, giã nát rồi đắp lên chỗ đau. Nếu mụn chưa có mủ thì đắp kín. Nếu vừa mủ rồi thì đắp để hở một chỗ bằng hạt ngô. Khi đã có mủ, muốn lấy ngoài ra thì giã thêm củ hành với nhựa và lá sung rồi đắp lên trên để mở miệng. Nếu sưng vú, đắp hở đầu vú. Khi ngã bị xây xát, đắp thuốc phải chừa chỗ xây xát mà chỉ đắp nơi sưng đỏ hoặc tím. Thường chỉ 2 đến 3 ngày là thấy kết quả. Chữa nhức đầu. Nhựa sung phết lên giấy bản, dán vào hai bên thái dương. Có trường hợp người ta dùng trong chữa tê liệt. Có khi dùng phối hợp bên ngoài với ăn lá non hoặc uống nhựa sung với 5ml hòa với nước lã đun sôi để nguội trước khi đi ngủ. Chữa hen. Nhựa sung hòa với mật ong uống trước khi đi ngủ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công thức trị rụng tóc bằng rau dền cực hiệu quả. Bạn có tin, chúng ta cũng có một công thức trị rụng tóc bằng rau dền vô cùng hiệu quả. Trị rụng tóc bằng vỏ bưởi, nước trà xanh, bồ kết đã quá quen thuộc với bạn rồi. Vậy trị rụng tóc bằng rau dền thì sao nhỉ? Nhắc đến rau dền, bạn sẽ nghĩ ngay đến những món canh thanh mát, những món salad vị ngày hè. Thế nhưng bạn có biết, đằng sau những món ăn hấp dẫn ấy thì rau dền còn được biết đến là một thực phẩm hữu hiệu ngăn ngừa rụng tóc và giúp tóc hết sơ rối. Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị này qua bài viết dưới đây bạn nhé. Khả năng trị rụng tóc bằng rau dền như thế nào? Trong đông y, rau dền được coi là một thảo dược quý bởi tính mát, vị ngọt, có tác dụng giải độc tố cho cơ thể, bổ thận, lọc máu.
Thành phần dinh dưỡng có trong rau khá đa dạng, với hàm lượng vitamin, khoáng chất dồi dào. Đây chính là những điều kiện lý tưởng để đẩy lùi những triệu chứng rụng tóc thường thấy và giúp mái tóc trẻ lâu. Dựa vào kết quả của các nghiên cứu hiện đại cho thấy, trong rau dền có nguồn vitamin B1, B6, B12, PP, các loại khoáng chất, folic và magnesium, đặc biệt là vitamin A dồi dào, giúp loại bỏ căng thẳng nhanh chóng, giữ tinh thần được thư thái, dễ chịu. Đây là một trong những yếu tố để bạn có một mái tóc khỏe mạnh, hết sơ. Tự tin với mái tóc đẹp, với cách chữa rụng tóc bằng rau dền. Hàm răng, mái tóc là gốc con người. Do đó, việc sở hữu một mái tóc chắc khỏe không chỉ mơ ước của riêng phái đẹp mà còn của cả nam giới. Thật khó có thể phủ định rằng một mái tóc đẹp chính là cầu nối cho sự tự tin, giao tiếp công việc cũng như cuộc sống thường ngày. Thử tưởng tượng khi bạn gặp những vấn đề về tóc rụng, xơ, rối, chẻ ngọn. Ngay cả việc bạn tạo kiểu tóc yêu thích cũng khiến bạn trở nên lo hay, lúng túng. Để chấm dứt tình trạng này, thay vì việc lựa chọn các sản phẩm hóa chất, đắt tiền, đôi khi lại mang đến kết quả không như ý muốn. Ngay tại nhà thôi thì bạn cũng có thể xóa bỏ nỗi lo tóc rụng chỉ đơn giản bằng rau dền. Ngứa da đầu cũng là một trong những nguyên nhân gây rụng tóc nhiều. Cách trị rụng tóc bằng rau dền như thế nào? Bí quyết trị rụng tóc bằng rau dền được thực hiện khá dễ dàng. Bạn chỉ cần lấy lá rau dền, đem rửa sạch rồi giã nhỏ rau để ép lấy nước. Sau đó, bạn lấy bông gòn để thấm phần nước cốt của rau, thấm lên da đầu, tập trung thấm nhiều hơn ở những vùng bị hói, hạt rụng nhiều. Tiếp đến, bạn massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất có trong rau dền nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong, đồng thời kích thích hoạt động của các tuyến nang tóc phát triển trở lại. Áp dụng thường xuyên cách này, chỉ trong một thời gian ngắn, tóc bạn sẽ trở nên chắc khỏe hơn và tóc còn mọc nhiều hơn một cách đáng kể. Một cách khác có thể áp dụng là bạn xay nhuyễn rau dền để tạo thành dung dịch bột nhão. Sử dụng hỗn hợp này để đắp lên da đầu 30 phút. Trong thời gian này, chất patani có trong chất xơ của rau sẽ hỗ trợ mái tóc của bạn nhanh dài chỉ trong một thời gian ngắn. Đồng thời, giúp bạn loại bỏ những căng thẳng cực nhanh. Sau mỗi lần ủ tóc, không ai khác mà chính bạn có thể cảm nhận sự thư thái, thích thú, thú vị này. Một lưu ý nhỏ nhỏ khi sử dụng rau dền để chữa rụng tóc là bạn nên dùng rau dền đỏ thay vì rau dền trắng. Bởi hàm lượng chất beta-xanthin và chất beta-siamin có trong rau dền đỏ sẽ giúp quá trình chống oxy hóa cho tóc cũng như phòng chống các bệnh về ung thư, tim mạch tốt hơn. Hy vọng với những thông tin chia sẻ hôm nay về cách trị rụng tóc bằng rau dền đã giúp bạn có thêm kinh nghiệm hay việc chăm khéo mái tóc của mình. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chia tay tóc bạc nhanh chóng chỉ với một củ gừng tươi. Nếu sự xuất hiện của tóc bạc khiến chị em mất đi sự tự tin, thì hãy thử ngay phương pháp dưỡng tóc đen hiệu quả chỉ với nguyên liệu tự nhiên từ gừng tươi. Nguyên nhân chính dẫn đến tóc bạc sớm là do sự thiếu hụt vitamin và các sắc tố melanin. Ngoài ra, suy tuyến giáp hay thần kinh bị căng thẳng, cơ thể suy nhược và chế độ ăn uống không cân bằng cũng là lý do làm tóc nhanh bạc. Sự xuất hiện tóc bạc làm cho chúng ta cảm thấy mất tự tin và khó chịu, nhất là phái đẹp. Nhiều người chọn cách nhuộm tóc, nhưng các chất hóa học độc hại sẽ gây ảnh hưởng đến da đầu. Vì vậy, phương pháp tự nhiên từ gừng tươi sẽ giúp chị em khắc phục được điều này nhanh chóng và an toàn, bởi vì nó chứa nhiều gingerol và hơn 200 chất khoáng như kali, sắt, phốt pho, mangan, vitamin A, B12. Dưới đây là các công thức dưỡng tóc bằng gừng tươi. Gừng tươi, tỏi. Thành phần: 2 nhánh tỏi, 5g gừng tươi. Cách thực hiện: đầu tiên, giã nát tỏi và gừng với nhau cho thật nhuyễn. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn dùng hỗn hợp này bôi lên tóc. Sáng hôm sau, gội sạch đầu bằng nước ấm. Thực hiện liên tục cách này trong 3-4 tháng, sẽ thấy tóc đen trở lại nhanh chóng. Gừng tươi và mật ong. Thành phần: 1 củ gừng tươi, 1 chén mật ong.
Cách thực hiện: trước hết, rửa sạch củ gừng, thái nhỏ và giã nát. Sau đó, dùng rây lọc bã để lấy nước, rồi cho mật ong vào khuấy đều. Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da đầu và ủ khoảng 20 phút. Sau đó gội lại bằng nước từ trái bồ kết. Chúng ta có thể bảo quản hỗn hợp gừng và mật ong trong ngăn mát của tủ lạnh. Một số biện pháp ngăn ngừa tóc bạc sớm: bảo vệ tóc bằng cách đội nón ngủ khi ra đường và không tiếp xúc trực tiếp quá lâu dưới ánh nắng. Bổ sung nhiều rau xanh, hoa quả vào thực đơn hàng ngày như bắp cải, khoai tây, ngũ cốc, quả bơ, đậu tương, và hạn chế đồ uống có chất kích thích. Tăng cường các vitamin và khoáng chất cho cơ thể bằng vitamin A, C, E, B5, riboflavin và acid folic. Thực hiện lối sống khoa học, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái. Tránh nhổ tóc bạc vì sẽ phá vỡ các nang chân tóc, tạo điều kiện cho huyết thanh tràn ra ngoài và lây nhiễm cho các sợi tóc khác. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Một số bài thuốc trị thủy đậu. Thủy đậu là loại bệnh truyền nhiễm hay gặp vào mùa đông, xuân. Trẻ em từ 1 đến 5 tuổi hay mắc, với chứng trạng chủ yếu là một trong những nút phỏng. Y học cổ truyền có nhiều bài thuốc chữa bệnh này rất hiệu quả, xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo, áp dụng khi cần thiết. Theo y học cổ truyền, nguyên nhân gây bệnh thủy đậu là do phong nhiệt xâm phạm vào phế qua đường mũi, miệng khi chuyển mùa. Bệnh thường gặp ở phần vị và khí, rất ít khi gặp ở phần huyết. Trẻ lúc đầu có biểu hiện hắt hơi, sổ mũi, nhức đầu, rối loạn tiêu hóa. Vài ngày sau xuất hiện những nốt đỏ nổi sau lưng, sau đó lan ra khắp người. Chính giữa các nốt đỏ có một bọng nước gọi là bào chuẩn. Sau 3 đến 4 ngày thì khô đi và bong ra. Nốt này mọc, nốt kia bay. Nếu bị nặng, có thể gây nhiễm trùng da, nhiễm trùng huyết, làm viêm phổi, viêm não, viêm tiểu não, nguy hiểm đến tính mạng. Sau đây là một số bài thuốc trị theo từng giai đoạn. Khi tà độc xuất hiện ở vị, loại nhẹ, các nốt thủy đậu mọc rải rác xung quanh màu hồng nhạt, có nốt nhẹ hoặc không sót, ho ít, nước mũi loãng trong. Phép điều trị: sơ phong thanh nhiệt. Bài thuốc uống. Bài 1: thông xị các cánh thang, thông bạch 2 củ, đạm đậu xị 4g, liên kiều 8g, cắt cánh 4g, chi tử 2g, trúc diệp 8g, cam thảo 2g, bạc hà cho sau 2g, sắc uống. Bài 2: đại liên kiều ẩm, phong phang 4g, kinh giới 4g, hoàng cầm 6g, thuyền thái 2g, hoạt thạch 8g, xích thược 6g, cam thảo 4g, xài hồ 6g, chi tử 6g, liên kiều 8g, ngư bàn tử 8g, sa tiền 12g, mộc thông 6g, đương quy 4g, sắc uống. Bài 3: sinh địa 12g, ngân hoa 12g, vỏ đậu xanh 12g, hoàng đằng 8g, lá tre 10g, rễ sậy 8g, cam thảo dây 12g, sắc uống. Bài 4: tan diệp 12g, cam thảo đất 8g, lô căng 10g, trúc diệp 16g, cúc hoa 8g, ngân hoa 10g, kinh giới 8g, bạc hà cho sau 6g, sắc uống. Bài thuốc nam: dùng cây cỏ chân vịt, họ lúa 300-500g, rửa sạch, nấu với 2-3 lít nước, đun sôi 10-15 phút, gạn lấy 200ml nước uống trong ngày. Nước sắc còn lại để ấm, thêm ít muối, tắm hài lòng người. Kiên trì không tắm nước lạnh, ăn uống lạnh và ra gió. Khi tà độc xuất hiện ở phần khí và phần dinh, loại nặng, thủy đậu mọc đầy, sắc tím tối, màu nước đục, quanh nốt màu đỏ sẫm, sốt cao, phiền khát, mặt đỏ môi đỏ, niêm mạc miệng có những nốt phỏng, rêu lưỡi vàng, chắc lưỡi đỏ. Phép điều trị: thanh nhiệt giải độc ở phần khí vận, lương huyết ở danh phận. Bài thuốc uống. Bài 1: phát đậu tán, sinh hoàng kỳ 8g,
đương quy 4g, kinh giới 4g, cam thảo 2g, cắt cánh 4g, hồng phan 2g, sắc uống. Công dụng: bổ khí tán độc, nay hỏa độc còn ẩn nó bên trong bị loại ra hết. Bài 2: kim ngân 12g, liên kiều 8g, bồ công anh 16g, sinh địa loại nhỏ 12g, xích thược 8g, chi tử sao 8g, sắc uống. Gia giảm: nếu có đậu hồng, thêm xạ can 4g, sơn đậu căng 8g, bị phiền táo, gia hoàng liên 8g, táo 4, gia đại hoàng, khắc nước, miệng khô, gia thiên hoa phấn 8g, sa sâm 8g, mạch môn 10g. Thông bạch và đạm đậu xì là hai vị thuốc trong bài thông xị các cánh thang, trị thủy đậu giai đoạn nhẹ, độc tà xuất hiện ở phần vị. Các cánh và kinh giới là hai vị thuốc trong bài phát đậu tán, trị thủy đậu giai đoạn nặng, độc tà xuất hiện ở phần khí và phần dinh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cách chữa tóc bạc sớm bằng vỏ khoai tây mà ít ai ngờ tới. Khoai tây là một trong những loại thực phẩm vô cùng có ích trong việc bảo vệ sức khỏe. Với hàm lượng dinh dưỡng cao, khoai tây rất được sự ưa thích của nhiều người. Có rất nhiều người khi sử dụng khoai tây đều bỏ vỏ. Nhưng bạn có biết rằng vỏ loại này có khả năng giúp chữa tóc bạc sớm hay không? Qua bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cách chữa tóc bạc sớm bằng vỏ khoai tây. 1. Thành phần: 250g vỏ khoai tây, 500ml nước sạch. Để có 250g vỏ, bạn cần chọn khoảng 5 củ khoai tây lớn. Để đảm bảo an toàn, không hóa chất, hãy mua chúng trong siêu thị. 2. Thực hiện: vỏ khoai tây sau khi rửa sạch đất cát, gột vỏ, cho tất cả vào nồi đã có sẵn lượng nước bên trong, đậy nắp, bắt lên bếp nấu sôi. Đừng tắt bếp vội nhé, khi nước sôi, hãy giảm lửa và nấu thêm 5 phút để các chất làm đen tóc trong vỏ khoai tây tiết ra, rồi tắt bếp. Để nguội và lọc lấy nước cho vào chén. 3. Cách nhuộm tóc bạc. Lượng nước từ vỏ khoai tây thu được, bạn hãy dùng bàn chải cho vào trong chén. Chải đều từ chân tóc xuống ngọn. Đặc biệt, hãy lặp lại nhiều lần tại vị trí tóc bạc nhiều. Lượng nước thu được, bạn dùng bàn chải chấm nước này và chải đều từ chân tóc xuống ngọn. Lặp lại nhiều lần tại các vị trí bị tóc bạc nhiều. Công thức này hoàn toàn an toàn, tự nhiên. Vậy tại sao bạn không thử ngay hôm nay? Lưu ý, không xả lại với nước mà để khô tự nhiên. Trước khi thực hiện, hãy gội đầu thật sạch và khô tóc để công thức này phát huy công dụng hiệu quả. Tuy nhiên, để tốt nhất, bạn nên áp dụng 2-3 lần mỗi tuần, duy trì liên tục cho đến khi nào bạn cảm thấy hài lòng nhất thì ngừng lại. Đây là phương pháp mà ít ai có thể nghĩ tới. Bạn có thể, nhưng mà chúng thật là diệu kỳ. Ngoài phương pháp này ra, còn rất nhiều phương pháp khác mà bạn cần biết, mà vô cùng hiệu quả. Bạn có thể tham khảo chúng tôi chia sẻ dưới đây nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bé bị suy thận nặng vì sai lầm hầu như 90% mẹ Việt mắc phải. Chứng kiến cảnh con nằm trên giường với chiếc bụng to vượt mặt, ai cũng cảm thấy thương xót cho số phận của cậu bé đáng thương. Năm ngoái, Kobe, con bạn thân mình, được đưa đi bệnh viện Nhi đồng 2 khám khi thấy con có những dấu hiệu bất thường như tay chân phù nề. Đặc biệt là chiếc bụng của con ngày càng phình to, đến nỗi nhìn nghiêng như một người đang có bầu. Bác sĩ chẩn đoán con bị suy thận nặng và cần phải chạy thận gấp. Bạn mình kể, cũng do dại dột, từ nhỏ khi bước vào giai đoạn ăn dặm, cô Biên không chịu ăn. Mẹ chồng bạn bảo, nấu lạt lẽo thế, sao thằng bé ăn được. Thế là bà bắt chị nêm nếm, cho thêm muối và gia vị vào, cho thằng nhỏ ăn như người lớn. Trộm vía, thằng nhỏ ăn thấy thương ghê, lại còn tăng cân thêm nữa. Thấy vậy, chị tiếp tục cho con ăn theo cách nấu nướng như người lớn.
Đến khi con lớn một chút, ăn được cơm, bạn cho con ăn cùng thức ăn với cả nhà luôn. Bạn mình đi làm suốt, giao cubin cho bà nội chăm. Bà chiều cháu lắm, con thích ăn món gì, bà cho ăn tất. Ngày nào cũng snack, xúc xích, uống nước ngọt có ga nữa. Dù không bằng lòng, nhưng bạn không dám cãi lại, vì ở nhà chồng không được quyền can thiệp cách nuôi dạy con. Đã nhiều lần, bạn tâm sự rất muốn dọn ra ngoài ở riêng để có cách dạy con theo ý mình. Nhưng mỗi lần đề cập, chồng và mẹ chồng lại giãy nảy. Gia đình tùm lum chuyện hết, nên bạn đành gác ý định này lại. Năm ngoái, Kobe có những biểu hiện bất thường như tay chân phù nề, bụng ngày càng to kinh khủng. Bạn đưa đi khám mới biết con bị suy thận nặng. Hai tin bạn muốn ngã quỵ, nhưng vì con nên bạn buộc phải mạnh mẽ vượt qua. Giờ Kobe đã chạy thận gần một năm, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, gia sản đủ kiểu. Vợ chồng là bao nhiêu gồm cho con chạy thận hết. Hôm trước bạn nói với mình bạn muốn chia sẻ câu chuyện này cho mọi người biết để đừng mắc sai lầm giống bạn. Con đau bệnh, mẹ cũng chẳng sung sướng gì, thậm chí còn đau gấp trăm ngàn lần. Nhìn con như vậy, bạn chỉ muốn chết cho xong. Vậy những ai đang có con nhỏ, hãy nhớ, đừng bao giờ cho con ăn mặn nhất là giai đoạn ăn dặm. Tuyệt đối hạn chế cho con ăn những món như snack, xúc xích, cơm chiên, tôm chiên, gà rán, vì đó cũng là một trong những nguyên nhân gây suy thận. Theo các bác sĩ chuyên khoa, người lớn có thói quen ăn bao nhiêu đều nêm cho trẻ em ăn bấy nhiêu. Thậm chí nhiều người thường nêm quá tay khi chế biến thức ăn cho trẻ. Điều này về lâu dài sẽ khiến cơ thể của trẻ phải nạp vào một lượng muối quá lớn. Trong khi thận còn yếu, chức năng chưa hoàn thiện, dẫn đến tích nước, ứ lại và gây suy viêm. Khi muối quá nhiều trong cơ thể không chỉ gây ra gánh nặng cho thận, mà còn ảnh hưởng lớn đến nhịp đập của tim, khiến cho trẻ không thể phát triển bình thường khỏe mạnh. Hơn nữa, khi ăn nhiều muối sẽ làm cho trẻ luôn luôn bị khát, bé phải tiết nước bọt nhiều, dẫn đến suy giảm số lượng lysozyme tự nhiên trong miệng. Chức năng chính của lysozyme là diệt khuẩn. Khi bị thiếu, cũng đồng thời làm khả năng tiêu diệt vi khuẩn trong miệng, hạn chế chức năng bảo vệ cơ thể. Chống virus làm suy yếu sức đề kháng của bé, dẫn đến phát bệnh. Một trong những tác hại của việc ăn nhiều muối là làm thay đổi vĩnh viễn khẩu vị của trẻ, khiến cho trẻ mắc thói quen ăn mặn. Lâu dài cũng sẽ sinh ra các bệnh về thận. Trẻ sẽ mất cảm giác và cảm nhận hương vị, ăn không ngon, chức năng khẩu vị mất đi sự nhạy cảm. Theo ý kiến của bác sĩ, nếu cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng ăn muối thì hàm lượng muối không được vượt quá 0,5g mỗi ngày. Giai đoạn này vốn chỉ được phép cho trẻ bú mẹ hoặc uống sữa hoàn toàn. Nếu phải ăn dặm thì nên hạn chế ăn muối càng ít càng tốt, thậm chí không cần nêm muối. Lứa tuổi trẻ em được khuyến cáo tỷ lệ nêm muối cho bữa ăn không nên vượt quá 3g mỗi ngày. Người trưởng thành không nên ăn vượt quá 6g muối một ngày. Vào mùa hè, cơ thể đổ nhiều mồ hôi, bạn có thể ăn muối nhiều hơn một chút so với mùa đông. Các chuyên gia sức khỏe và dinh dưỡng khuyên rằng, trong thực phẩm, bản thân nó đã chứa các khoáng chất, bao gồm vị chua, cay, mặn ngọt, đắng tự nhiên. Nếu bạn ăn vả thức ăn không cần nêm muối là một thói quen tốt. Vì sức khỏe con em, thà cãi nhau với mẹ chồng, em nhất quyết không bao giờ nêm muối vào thức ăn khi con em còn quá nhỏ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bí kíp chữa rụng tóc nhanh bằng cỏ măng trầu. Bạn đang lo lắng với tình trạng rụng tóc nhiều nhưng không biết làm cách nào để ngừa rụng tóc và kích thích tóc mọc nhanh hơn. Hãy yên tâm, bí kíp chữa rụng tóc nhanh bằng cỏ măng trầu sẽ giúp bạn xóa tan nỗi lo đó, giúp mái tóc hồi sinh sức sống trở nên chắc khỏe và bồng bềnh hơn. Trong dân gian có rất nhiều bài thuốc chữa bệnh rụng tóc rất hay và dĩ nhiên không thể không nhắc đến thảo dược trị rụng tóc hiệu quả, cỏ măng trầu. Cỏ măng trầu có tên khoa học là Eleusis indica, thuộc họ lúa, được gọi với nhiều tên như măng trầu, tên khác là ngưu căng thảo, thanh tâm thảo, cỏ chỉ tía, cỏ giáng, cỏ bắc, cỏ vườn trầu. Theo y học cổ truyền, măng trầu có vị ngọt nhạt, tính mát, không độc, có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt, mát gan, giải độc, lợi tiểu, hạ áp, hạ sốt và sốt rét.
có tác dụng chữa phong nhiệt, kẽ lửa, mụn nhọt, mẩn ngứa, chữa đá dầm mỡ trẻ, chữa viêm tinh hoàn, tăng huyết áp và không thể không nhắc đến công dụng chữa rụng tóc, trị tóc bạc sớm khi nhắc đến cây cỏ này nhờ chứa axit cyanhydric là một vị thuốc mát thường dùng để nấu nước gội đầu làm trơn tóc, mượt tóc, ngăn rụng tóc. Bí quyết kích thích tóc mọc trở lại nhanh và trị rụng tóc hiệu quả bằng cỏ màng trầu có thể thực hiện theo hai cách sau. Hai cách trị bệnh rụng tóc hiệu quả bằng cỏ màng trầu. Cách 1. Dùng cỏ màng trầu. Lấy một nắm cỏ màng trầu tươi, lấy phần lá và thân tươi, bỏ bông và rễ. Sau đó đem rửa sạch, rồi cho vào nồi, đổ đầy nước, đem nấu cho nước xanh thì bỏ phần bã. Tiếp tục đun qua lại còn khoảng 1 lít là được. Để nước thuốc chữa rụng tóc này nguội, làm 3 lần, cách nhau ngày bằng cách. Gội đầu sạch bằng dầu gội đầu bình thường. Sau khi tóc khô, bạn lấy một chén nước cỏ màng trầu, dùng bông gòn bôi thấm vào chân tóc. Đợi đến khi chân tóc khô lại, tiếp tục thấm cho đến khi hết chén nước. Sau vài lần thực hiện, bạn sẽ thấy tình trạng rụng tóc được cải thiện đáng kể. Đều đặn áp dụng, bạn sẽ giải từ vấn đề sớm mà thôi. Cách 2. Dùng cỏ màng trầu, hương nhu và bồ kết. Bạn cũng có thể nấu nước gội đầu trị rụng tóc bằng cách lấy cỏ màng trầu, hương nhu, mỗi thứ một nắm, đem rửa sạch, rồi cho thêm 2 và quả bồ kết nướng cháy vào nồi thêm nước đun. Đợi nước này nguội, đem gội đầu mỗi tuần 2-3 lần, sẽ thấy lượng tóc rụng giảm nhiều. Tóc cũng bóng mượt, suôn mềm và khỏe mạnh hơn. Thực hiện kiên trì một thời gian, bạn sẽ thấy lớp tóc mới mọc dài hơn. Ngoài ra, bạn có thể chuẩn bị một nắm nhỏ cỏ ngũ sắc và khoảng 2 trái bồ kết khô, rồi đem nấu nước gội đầu để trị gầu, chống ngứa và ngăn ngừa tình trạng rụng tóc hữu hiệu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đừng nghĩ quả bơ tốt mà ăn cực lực. 7 tác dụng phụ đáng sợ đây các mẹ ạ. Bơ vốn được tôn thờ là loại quả vàng cho sức khỏe. Nếu ai đó không biết ăn bơ thì đó là một sự thiệt thòi lớn. Nhưng những người ăn bơ tùy tiện còn có thể chịu hậu quả lớn hơn. Điều sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn quá nhiều quả bơ. Gây tổn thương gan. Trong quả bơ chứa nhiều collagen. Collagen là một chất có tác dụng tái tạo da, giúp đẩy lùi sự lão hóa rất tốt. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều quả bơ, cholesterol có thể không được tiêu hóa hết, tích tụ trong gan và gây tổn hại cho gan. Giảm cholesterol có lợi. Bơ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, hàm lượng beta-sitosterol trong bơ sẽ hấp thụ các cholesterol có lợi, gây hại cho sức khỏe, gây kích ứng đường tiêu hóa. Nếu bạn tiêu thụ bơ với số lượng lớn, bụng bạn sẽ có cảm giác khó chịu, lâu tiêu vì bơ chứa lượng dinh dưỡng rất lớn, nhiều calo, gây tăng cân. Nếu bạn quyết định thêm bơ vào chế độ ăn của mình thì hãy chắc chắn cắt giảm lượng calo ở các món ăn khác. Sở dĩ phải làm như vậy là bởi vì hàm lượng calo trong quả bơ khá cao, nên nếu ăn nhiều có thể khiến bạn nạp nhiều calo cho cơ thể, gây tăng cân. Gây dị ứng. Một số người có cơ địa nhạy cảm sẽ dễ bị dị ứng với quả bơ. Nếu thấy các dấu hiệu như chóng mặt, mẩn ngứa, buồn nôn, khi ăn quả bơ thì bạn đã nằm trong số đó và cần chú ý để tránh loại quả này trong chế độ ăn của mình. Ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc. Quả bơ có tác dụng kháng viêm, nhưng nó đồng thời cũng ảnh hưởng đến hiệu quả khi uống một số loại thuốc. Nếu bạn đang uống thuốc làm loãng máu, hãy hỏi ý kiến bác sĩ khi muốn ăn bơ, vì quả bơ có thể làm loại thuốc này mất tác dụng. Phụ nữ mang thai và cho con bú nên cẩn trọng. Phụ nữ mang thai, ăn bơ có thể giảm lượng sữa và gây tổn thương đến tuyến vú. Trong khi đó, bà mẹ đang cho con bú nếu ăn quá nhiều bơ. Nên lượng bơ thế nào là tốt nhất? Trung bình, quả bơ chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe. Một khẩu phần ăn 100g bơ cung cấp 26% vitamin K, 20% folate, 14% vitamin B5, 13% vitamin B6, 17% vitamin C,
14% kali và 10% vitamin E mà cơ thể cần. Quy tắc ăn nhiều mà chúng ta đều đã biết là thứ gì ăn nhiều cũng đều khiến cơ thể dư thừa chất đó và không có lợi cho sức khỏe. Quả bơ cũng vậy. Theo một nghiên cứu về tác dụng của trái bơ do các chuyên gia Mexico thực hiện, để phát huy tốt đa tác dụng của trái bơ, trong một ngày bạn chỉ nên dùng khoảng 2 thìa cà phê, tương đương với 1/6 quả bơ, thế là đủ. Bởi lẽ, với mỗi thìa cà phê trái bơ, cơ thể bạn cũng đã cung cấp 5g chất béo và 55 đơn vị calo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Năm năm bị đau xương khớp lâu ngày cũng sẽ khỏi nhờ nắm lá này. Mồng tơi là một món ăn dân dã quen thuộc đối với nhiều người trong những ngày hè oi nóng. Ngoài công dụng giải nhiệt, nhuận tràng thì loại rau này được ví như thần dược, giúp hỗ trợ điều trị bệnh đau nhức xương khớp lâu ngày, hiệu quả được nhiều người áp dụng và đã thành công. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để xem hướng dẫn cách chữa bệnh chuẩn nhất nhé. Công dụng chữa lành đau nhức xương khớp bằng rau mồng tơi. Rau mồng tơi có tính hàn, vị chua, có tác dụng trị được nhiều bệnh lý khác nhau như táo bón, đái dắt, tiểu tiện không thông, cầm máu, yếu sinh lý. Nhưng dừng lại ở đó, mới đây các nhà khoa học đã nghiên cứu và kết luận rằng rau mồng tơi có công dụng hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp cho bệnh nhân rất an toàn và hiệu quả. Theo đông y, chứng đau nhức xương khớp thuộc phạm vi chứng tí. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do vệ khí của cơ thể không đủ, làm các tà khí phong hàn, thấp và nhiệt xâm nhập vào gân, cơ, xương khớp, kinh lạc dẫn đến sự vận hành của khí huyết tắc lại, gây sưng đau các khớp. Đối với người cao tuổi có can thận hư hoặc bệnh tật lâu năm khí huyết giảm sút, xương khớp bị thoái hóa, teo cơ, biến dạng và dính khớp. Có rất nhiều cách để chế biến món ăn ngon, bổ dưỡng từ rau mồng tơi. Ấy thế nhưng, để chữa bệnh đau nhức xương khớp thì bạn nên nấu canh xương móng giò với mồng tơi mới phát huy tác dụng trị bệnh. Hướng dẫn cách nấu canh giò mồng tơi trị đau nhức xương khớp. Nguyên liệu cần chuẩn bị: mồng tơi, chân giò và rượu trắng là những nguyên liệu không thể thiếu để chế biến món canh ngon trị bệnh xương khớp. Rau mồng tơi 1 mớ, móng giò 1 cái, rượu gạo 1 chén. Cách chế biến: bước 1, đem móng giò hơi qua trên lửa để làm cháy sạch các sợi lông, hoặc bạn có thể dùng dao làm cạo, lọt móng và rửa thật sạch. Bước 2, cho xương vào nồi, đổ ngập nước, cho một thìa muối rồi luộc sơ qua. Khi nước sôi, bạn đem nồi nước xương đổ nước đi, rửa sạch xương. Bước 3, cho chảo lên bếp, phi thơm hành khô với chút dầu ăn và mắm rồi cho xương, hạt nêm, mì chính, muối bột canh vào xào trong 5 phút. Sau đó đổ nước lạnh sạch vào ninh sôi, bạn nhỏ lửa. Để ninh xương nhanh, bạn có thể thêm 1-2 viên đá hoặc nước soda vào nồi. Trong thời gian ninh xương, bạn nhặt rau mồng tơi, rửa sạch và thái nhỏ theo sở thích. Bước 4, khi xương đã chín đều, bạn vặn lửa to lên và cho rau mồng tơi vào khoảng 3-4 phút cho nhừ rau. Trước khi nhấc nồi canh xuống, bạn nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. Cuối cùng, hãy đổ một chén rượu vào và quấy đều, dùng canh còn nóng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính hay còn gọi là bột ngọt giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học 55 Thành phố Hồ Chí Minh,
Mì chính là muối của axit glutamate, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cật lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bọt và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.